Hai, Minasan, konnichiwa. Xin chào các bạn. À, ok, chúng mình sẽ vào việc luôn nhé. Trong cái lúc chờ các bạn, đúng không? Chúng mình sẽ khởi động một chút với cả cái phần kanji đi. Nhớ. Nào, câu đầu tiên của chúng mình đây, chúng mình có 5 câu kanji. Thì như mà mình đánh giá chẳng hạn ấy, thì cái phần kanji trong cái đề N2 thì thực ra không quá khó. Nhưng mình cẩn trọng một chút để tránh mà vấp phải những cái lỗi sai nó không đáng có thôi, đúng không? Đây, chúng mình sẽ đến 3 câu đầu tiên đấy nhá. Mọi người nhìn thấy màn hình của mình rồi đúng không? Nào, từ đầu tiên. Rồi, ngay câu đầu tiên đây đúng không? Hãy xem đêm bio ni yotte sbete no gakko ga nani nani ga ở nó có kyu cô ni hai tập. Nhìn thấy chưa ạ? Thì chúng mình bình thường trong chỗ làm chẳng hạn đúng không? Mà cô ni yotte là do cái dịch bệnh truyền nhiễm, nhưng mà rồi có được corona, covid chẳng hạn đúng không? Thì toàn bộ các trường đại học thì nó sẽ nghỉ học từ kyu cô ni hai tập. Đúng không ạ? Đó, và trong trường hợp này chúng mình sẽ có chữ lâm thời. Đây là một từ vựng trong Mimikatsu N2. Thực ra khi bạn học chẳng hạn ấy, nếu mà mình để ý một chút chẳng hạn đó, thì khi mà mình lúc mà học từ vựng ấy, các bạn có thể học theo giáo trình Mimikara, Shinkansen, Speed Master hay Tango, sách nào cũng được, nhưng quan trọng nhất là lúc học từ vựng thì nhớ kèm theo cả chữ Hán luôn nhé, thì để đỡ cái mất công các bạn học chữ Hán riêng một khác nữa, nếu đặc biệt nhớ bấy nhiêu nào ít thời gian chẳng hạn ấy đúng không, nếu bạn có thời gian để mày mò nghiên cứu hẳn về 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 chữ Hán theo bộ các thứ thì càng tốt đúng không đó, nhưng mà để tiết kiệm thời gian hầu hết là khi mình gặp các bạn học viên học N2 thì nó rất là ít thời gian, nhất là cái giai đoạn cuối năm nữa thì lại có bạn rất là nhiều việc nữa, thế nên là chúng mình cố gắng là trong quá trình học từ vựng thì chúng mình để ý ngay về cái âm Hán Việt luôn nhá. Rồi câu 1 đáp án số 1 chính xác, là chúng mình đến với câu số 2, nó sẽ là Rinji đúng không, nó sẽ là lâm thời, âm Hán Việt là lâm thời, là tạm thời, là trước mắt trong một thời gian ngắn nhé. Chị nghĩ phu bên nà nani nani để yoko ni natte ita no de kubi ga itai. Câu tiếp theo của chúng mình câu 2 đó, trọng chọn hai à, trọng ơi đúng không, chữ này chữ tư thế đúng không, tư thế như có hai nghĩa nhỉ đúng không, mình nói cả về âm Hán Việt và cả về cái cách dùng từ của nó nữa, nó có thể là tư thế đúng âm Hán Việt luôn, chữ tư và chữ thế. Tư đứng riêng của mình nó sẽ đọc là sugata đúng không ạ, còn chữ thế thì trong cái từ nó là ikioi đúng không, mà là trong cái từ chúng mình có cái cụm là trong từ oze chẳng hạn ấy, oze no hito đúng không, đấy thì là bị sai mất rồi này chẳng hạn này, thì mình nhớ từ sugata chẳng hạn nhớ sugata đấy, đứng riêng mình sẽ là sugata này. Đúng không ạ? Còn đấy chữ si chữ thế trong từ oze này đúng không? Đó, oze đại thế đúng không? Rất đông người chẳng hạn ấy, nhầm không sao nhé, nhầm mình nhớ hơn. Đúng không? Và nó sẽ là shise, có cả nghĩa là tư thế và có cả nghĩa là thái độ đó các bạn nhỉ. Và một thái độ rất là tích cực các thứ chẳng hạn. Đó thì nó sẽ là từ shise, đáp án phải là số 3 nhớ. Rồi chúng mình sang hai câu tiếp theo. Nan de mo nani nani kangae do no wa yokunai. Thực dị thế thôi, cái việc mình suy nghĩ âm Hán Việt của chúng mình đây là cực đoan. Âm Hán Việt của chúng mình đây là cực đoan các bạn nhé, và các bạn nghĩ xem đáp án của chúng mình sẽ là gì nào đúng không, không nên dù chuyện gì đi chăng nữa đúng không, thì cái việc mình suy nghĩ nó hơi cực đoan là cũng không tốt đâu nhá đúng không, phải suy nghĩ tích cực lên. Chưa đỗ lần này thì còn lần sau đúng không? Nào câu này đấy, mình khi mà âm Hán Việt ấy có một cái lợi thế là âm Hán Việt sẽ giúp mình đoán cũng rất hay. Cực đoan, chắc là đoan, chắc là đan, nghe hợp lý không? Đó, xem có bạn nào chọn hai không ta? Đúng không ạ? Nhưng đáp án đây của chúng mình chính xác sẽ phải là số 1 các bạn nhé. Kiểu cực tăng đúng không? Âm Việt là cực đoan, nhưng mà đoan D sang thì không phải lúc nào đều đúng không? Và nó sẽ là tan các bạn nhỉ? Đó, cực đoan, nếu mình suy nghĩ cực đoan mọi thứ nó cứ theo chiều hướng xấu chẳng hạn ấy, nó cứ làm mọi thứ quá lên ấy, overthinking nhá. Đúng không? Thì nó sẽ là Kyokutan. Đúng rồi, nhớ. Rồi, tiếp theo mình sang với câu số 4. Kisho naninaniyo hashime te irai. Saiko kiyon wo kiroku shita. Nào, câu tiếp theo của số 4 của chúng mình nào. Đây là chúng mình có chữ gì đấy? Chữ quan và chữ chắc. Chắc là dần nó chữ tắc ấy, đúng không? Chúng ta trong kỳ số cự chẳng hạn, nhưng mà chúng ta có thủy thủy đằng trước nữa. Đúng rồi. Đó, nên đáp án ở đây quan sát chữ có nghĩa nhà, nhưng nó là quan sát, còn đây là quan và chắc cơ. Đúng, nên đáp án của chúng mình sẽ là đáp án số 2 nhá. Đúng không? Can số cự. Khi mình quan sát, bắt đầu quan sát cái hiện tượng khí tượng của tôi chẳng hạn ấy, thì mình đã ghi chép được một cái kỷ lục đúng không? Đó, về cái nhiệt độ nó cao nhất nhá. Can số cự. Chuẩn luôn. Nào, câu số 5 nào. Kosoku doro de nani nani shiko ni atta ga zenzen kega o shinakata. Trộm vía đúng không? Mình gặp một cái tai nạn gì đấy, chúng mình có chữ chữ truy đúng không, với cả chữ đột. Truy là trong từ ô ữ là đuổi theo, truy là trong từ ôi cả kê đự này là đuổi theo này, ôi sư cự là đuổi kịp này đúng không, đó ô cô sự là đuổi vượt qua luôn đúng không ạ. Vậy câu 5 chúng mình chọn máy đây. Đó, trong trường này sẽ là chui đúng không, không phải chư nhá, tại may không có chư đúng không, nó vẫn nhầm mất đấy đúng không, và đây là trong từ gì đấy,
Đúng rồi, đáp án của chúng mình sẽ là số 4, tốt chữ trong từ tốt chữ gen. Mình có thể suy luận như thế để có thể ra đáp án chính xác. Đúng rồi, câu 4 của chúng mình đáp án sẽ là số 4 các bạn nhé. Tức là những va chạm từ phía sau, nó tông vào mông vào đuôi xe mình chẳng hạn ấy, đúng không? Đấy, tâm từ phía sau ấy, đó, chữ đuổi theo và chữ đột nhiên húc vào đấy. Thì thế cho dễ hiểu được. Tóm lại nó sẽ là từ suy tốt chữ nhá. Đáp án sẽ là số 4. Nào tiếp chúng mình sẽ sang với môn này số 2 là chúng mình sẽ đọc ngược lại từ cái âm hiragana để chuyển sang cái chữ kanji. Cái phần này thì có nghĩa là mình nghĩ là nó sẽ khó hơn một chút so với môn này 1, nhưng mình cẩn trọng một chút bởi vì liên quan là những cái từ người ta cho các phương án ấy nó khá là giống na ná nhau, nó thêm một bộ, nó thêm một nét thôi là thành một chữ khác rồi, nên chúng mình phải để ý nhá. Nào chữ này chúng mình sẽ là có là gì đây các bạn ơi? Nào câu đầu tiên, ototo wa daigaku de irui design wo senkou shita. Câu 6 chọn mấy nào? Đấy, chúng mình có cả nhầm với cả số 1 đâu, đúng không? Số 1 và số 2 chúng mình nói là thêm bộ nhân ở phía trước ấy, nó là chữ ỉ cơ mà. Ỉ trong từ y cũng là y trong từ y đây. Ỉ lại, các bạn nhớ được đấy không? Đó, thì lại nhầm mất, đúng không? Là chúng mình sẽ có từ y đây. Đấy, đây là ỉ lại này, đúng không? Nhưng mà chúng mình thì đây chỉ có cái gì đây, liên quan đến trang phục, quần áo, phụ kiện quần áo ấy, đúng không? Đang học chuyên ngành về thiết kế thời trang đi, đúng không? Đấy, chữ y và chữ 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 loại, loại trong từ shurui đấy, thì chúng mình có thể nhớ trong từ shurui, đúng không? Chữ chủng và chữ loại nhớ, chứ còn đây là sư mất rồi, đúng không? Đó, đúng không? Thì đáp án chính xác của chúng mình trong trường này sẽ là số mấy? Đúng rồi, đúng không? Câu 6. Ồ, thấy chưa? Chúng mình phải loại ngay được cái phương án liên quan đến số 1 và số 2 đi, vì đây là chữ ỉ mà. Ỉ trong ỉ lại. Mà đây là chữ y thôi, y phục quần áo thôi, mà bộ y luôn là trong rất nhiều những từ ấy, đúng không ạ? À? Trời ơi, chúng ta chỉ quan tâm 3 và 4 thôi thì loại được 4 rồi, nhưng mà chúng ta lại nhầm phương án 1, 2 mất, đúng không? Đáp án chính xác của chúng mình đây sẽ phải là số 3 các bạn nhớ. Irui. Ồ, bị nhầm mất này. Nhớ số 3 Hoài ơi, Hoài chọn số 2 này, đúng không ạ? Thảo chọn số 1 này, sai mất nhớ. Đáp án của chúng mình phải là số 3 trong từ Irui, đúng không? Thiết kế thời trang, quần áo, trang phục, phụ kiện các thứ ấy, nó chung chung như vậy, nó sẽ là Irui. Và đây là bộ y trong rất nhiều chữ Hán để thể hiện những cái mà liên quan đến quần áo rồi vải vóc các thứ nhá. Chỗ từ gì đây? Jiu jo. Anh trai mình đã có được đạt được cái phần mà liên quan đến học thạc sĩ đấy, đúng không ạ? Đấy, thế nên là dự kiến là sẽ tham gia một cái buổi lễ trao thưởng, đúng không? Ừ, đấy, chúng ta có chữ thụ và chữ gì đây các bạn ơi? Đó, có hai chữ thụ nhá. Một chữ thụ là có bộ thủ đằng trước, các bạn nhìn thấy đây không ạ? Nhớ đây là chữ số 1 và số 2. Và thứ hai là chữ thụ, đây là thụ, nhưng mà thụ này là thụ nhận này. Một cái thụ là truyền, thụ là trao, một cái thụ là nhận ấy, đúng không? Đó. Và chữ đằng sau chữ giữ và chữ dư, các bạn công nhận không đã? Đều đọc là dụ gì đấy chẳng hạn ấy, đúng không? Như trong trường của bài trận máy đây. Đó, các bạn nhớ xem xe nhá. Cả hai cái chữ Hán ở số 1 và số 3 ấy, hay là số 2 và số 1 đầu tiên ấy, nó đều là chữ thụ, nhưng mà cái là truyền thụ trong từ Jugyo của chúng mình đi. Cái giờ học đúng không? Đấy là giáo viên sẽ truyền thụ những cái lời giảng của mình, nội dung kiến thức của mình đúng không? Đến cho các bạn học viên. Đấy, còn người học viên sẽ là chữ thụ là nhận lấy trong từ ưu kê nữa ấy, thì nó sẽ không có bộ thủ đằng trước. Có bộ thủ sẽ là mang nghĩa là truyền bá, truyền thụ. Mình dùng tay để mình truyền thụ, mình giảng cho bạn như này này. Đó, còn ưu kê được thì sẽ không có tay các bạn nhé, đúng không? Đấy, chỉ là người nhận thôi chẳng hạn. Đó, hoặc là sắp tới các bạn đi thi đúng không, thì mình có khái niệm đó là Jiuken Hiyo, đúng không? Jiuken Hiyo đây, thẻ dự thi đúng không? Đấy, thì là các bạn là người đi thi mà. Đó thì sẽ không, nó sẽ dùng chữ thụ, nhưng mà thụ là không có bộ nhân ở phía trước, nên đáp án ở đây trong tập này là lễ trao thưởng mà, đúng không? Đó nên đáp án sẽ là số 1 hoặc là số mấy? Số 2. Nhưng chữ này chữ dư mất rồi, đúng không? Đấy, trong từ yoju các thứ này chẳng hạn này, như trong đây là dư yo, đúng không? Chữ dư trong từ atae được, đúng không? Đó, đi trao phần thưởng, đúng không? Trao cho cái gì đó, nên đáp án chính xác của chúng mình là số 1. Đúng rồi, câu số 7 là số 1 các bạn nhá, chuẩn luôn. Đúng rồi, đã thụ giữ đúng không? Nói chung là lễ trao thưởng để cho dễ nha, lễ trao giải cũng được. Sona ai mai na thái độ á, thôi nay đi kudasai, đừng có một cái thái độ mập mờ thế, đúng không? Ai mai mập mờ, gian gian díu díu mập mờ, đúng không ạ? Nào, câu này chọn gì đây? Câu số 8 các bạn đã chọn chưa? Câu số 8, các bạn đã chọn số 2. Thái độ thì rất là quen rồi đúng không? Nó phải là chữ thái nhá. Thế nhất là số 1 và số 2 đã chứ số 3 và số 4 nó chỉ là chữ năng thôi, đúng không? Không có bộ tâm ở phía dưới, chưa có thái độ lồi lõng, sắc mặt gì hết. Nó phải có bộ tâm ở dưới chữ thái. Và chữ độ thì có hai chữ độ, một độ là có bộ thủy đằng trước nữa đúng không? Đấy, thì đấy là qua cầu ấy, qua cầu, qua đường, qua tư chẳng hạn, qua ta độ. Thế đây, thái độ đáp án chính xác của chúng mình sẽ là số 2 nhá. Chữ thái và chữ độ luôn.
Đúng rồi, đấy có những từ vựng rất là dễ nên chú ý để không mất điểm đáng tiếc nha. Câu số 9 là hai từ tiếp theo, số 9 và số 10 của chúng mình. Hoa cổ vạn zen bu asoko, asoko no sumi ni tsunde okimasho. Ồ, rất nhiều chữ này nó cũng na ná với nhau. Thực ra cái này thì đây nó là chữ gì đây? Chữ trích, đúng không? Trong trích chỉ trích các thứ chẳng hạn là shiteki, đúng không ạ? Vì có bộ thủ đằng trước chỉ trích ở đưa ra theo lại thế này, theo lại thế kia. Ừ, mà có thể đọc là chư mự nữa, đúng không ạ? Mà nghĩa là cầm nhón ngắt cái gì đó, đúng không ạ? Đây có 9 chọn mấy đấy nào. Thôi bỏ đi vì nhưng mà cho như này chắc chắn là những chữ Hán nó có na ná mấy chữ tích ở đây chẳng hạn này, chữ này chữ trách trong trách nhiệm đúng không, sekinin. Đấy, tích này là chúng ta sẽ có bộ mịch ở đằng trước ấy. Tích này là kiểu như là chúng ta có cái thành tích kéo dài từ đầu kỳ đến cuối kỳ để tính xem là thành tích của mình đến đâu, đúng không ạ? Đấy thì nó sẽ là gì đấy, seseki-ko, chứ đây là tích tụ chồng chất lên, đúng không? Đấy như kiểu mình chất lúa ấy, đống lúa một chúng ta bộ hòa đằng trước đấy. Đúng rồi, nó có 9 ở đây, đáp án của chúng mình phải là số 3, chuẩn nhá. Nào, câu số 10 trong phần kanji của chúng mình. Hãy wakakuro no kuro wa jinsei no nanni yori kichou na takara ni chigai nai. Đó là những cái điều vô cùng quý báu, quý giá, đúng không? Âm Hán Việt của chúng mình sẽ là quý trọng, đúng không? Những cái gian khó vất vả hồi trẻ, đúng không? Thì trong cuộc đời mình nó là những cái bảo vật quý giá hơn bất kỳ thứ gì. Nó sẽ làm giúp mình thế nọ thế trai, đúng không? Rồi, chính xác. Nó là chữ quý. Chữ đây chữ di rồi. Di trong di sản rồi đấy, nhận để lại cho đời sau á. Y sang, đúng không? Đấy, chúng ta sẽ có từ y sang cơ. Đây này, chữ di sản cơ, đúng không? Như đây là chữ quý các bạn nhá, quý trong quý trọng, đúng không ạ? Đó, chô. Như đây là chữ chữ này, chữ kinh mất rồi, đúng không? Nên đáp án của chúng mình sẽ là số mấy đây? Số 3 các bạn nhá. Hay của Taiwan, Samba Kes. Quý trọng, kỳ trồ, chuẩn rồi. Nào, tiếp chúng mình sẽ sang với phần tiền tố, hậu tố nè. Nào, phần tiền tố, hậu tố chúng mình sẽ có gì đây các bạn ơi? Đó, những phần này thì đúng là học mãi mà vẫn thấy cứ nhiều nhiều và lần nào thấy sai đúng không? Đang flex về anh trai và chị gái đúng không ạ? Chị gái thì làm trong cái cơ quan chính phủ đấy, còn anh trai thì đang làm việc cho Tomatemat đúng không? À, cái cục phòng cháy chữa cháy đấy, đúng không? Chúng ta có từ Sobo này này. Nào, số mấy các bạn ơi? Câu số 11. Để comment các bạn cho ta. Câu 11 đây rồi, chính xác. Sobo so thực đây đúng không? Rồi, chính xác nó sẽ mang nghĩa là gì? Cục phòng cháy chữa cháy đúng không? Đó, chúng ta có chữ tiêu, chữ phòng và chữ thự ở đây có nghĩa là một cái cục, cái ban nào đó chẳng hạn ấy, thì trong trường mình sẽ dịch là sobo sộ các bạn nhé, đúng không? Đó, chữ này cũng là sộ trong nhưng mà trong chữ chứ đúng không? Trong tác giả này nọ cơ, đúng không ạ? Chữ này thự là trong kiểu hửng đông vì có mặt trời phía trước đây này, nhớ đúng không? Rồi chúng ta sẽ có chữ này chữ thử, cái thử này là trong chữ nóng atsui, còn cái là chữ thự cơ, đúng không? Chúng ta có từ sobo sộ đang làm việc trong cái cục phòng cháy chữa cháy, đúng rồi. Câu số 2, 12 nào. Ichi do wa nani nani, đúng không? Hay koso mansion ni sunde mitai. Hay thế, cũng muốn một lần được sống trong một căn chung cư cao chọc trời đi đúng không? Đó, biết là chung cư cao tầng rồi, âm chữ cao và chữ tầng từng đúng không ạ? Câu 12 các bạn chọn mấy nào? Câu 12 các bạn nhớ comment giúp mình số thứ tự câu kèm theo cái đáp án nữa nhé, để chúng mình nếu mà sai sẽ dễ tập trung chữa cho nó trọng điểm đúng không ạ? Câu số 12 của chúng mình đâu rồi? Đúng rồi, ok. Chúng mình sẽ có chữ trường, chúng mình sẽ có chữ Việt, chúng mình sẽ có chữ quá, đúng không? Nhưng trong trường hợp này, đúng không? Một cái kiểu cho hoa chơi, dùng ôi nóng dã man, bãi trưởng luôn, đúng không? Nhưng trong trường hợp này thì sẽ là gì? Mình muốn sống trong một căn chung cư cao, thôi đã cao tầng rồi, nhưng mà cao, cực kỳ cao tầng à. Thôi mình chỉ cần những tòa nhà chọc trời đi, đúng không? Thì mình ra cụm từ đó là cho cô xô. Đúng rồi, đáp án chính xác sẽ là số 2 nhá. Rồi, ok. Đó, những tòa nhà cao chọc trời mới ra cụm từ là chữ siêu này, chứ không dùng chữ Việt các bạn nhé, đúng không? Đấy, nhưng quá cái gì đó trên cả mức độ đúng không? Đó thì sẽ là cho đúng không? Thì trong từ cho cô so man so nít sưng demi tài.
Nào tiếp nào. Daitorio wa kisha nani nani no mai de kaku no ishi wo hiyomeshita. Câu số 13 đúng không? Cái ông đại thống lĩnh này đúng không? Đấy, ông tổng thống này sẽ đang nói về những cái khát vọng ý chí là cải cách đứng trước rất một đám đông những cái người ký giả, những nhóm phóng viên đó, đúng không? Vậy các bạn chọn gì nào? Câu 13. Đó, nghe rất rõ đây là chữ tổ đấy, nghe hợp lý không? Ừ, câu 13 bạn Hoàng Lợi đang chọn số 3 thì nó là chữ tổ trong tổ chức các thứ này, nghe cũng hợp lý đúng không? Rồi chữ này chữ thông đúng không? Hay là chữ đoàn hay là chữ gì đây? Ừ, gân tay chữ quân đội đấy, đúng không? Đấy. Dạ không ạ, khi chúng mình đi với nhóm học giáo viên người ta sẽ dùng nhóm phóng viên, xin lỗi, đúng không? Kisa đăng. Chúng ta dùng chữ đoàn này cơ, đúng không ạ? Đó, trong từ siêu tạ, siêu đăng ấy, tập đoàn đúng không? Một nhóm, đúng không? Thì mình sẽ là nhóm phóng viên, đúng không? Nhóm ký giả, đúng không? Quy sai này, Hoàng Lợi cũng chọn số 3. Nghe có tổ chức cái gì đâu, nghe rất hợp lý. Nhưng mà không ạ, đúng không? Vì dịch là nhóm phóng viên nhé. Hay ký giả đàn, nhìn thấy chưa? Đáp án phải là số 2 cơ, nhớ. Ừ, đúng rồi, quay xe cấp, quay xe kịp thời rồi. Nào, hai câu tiếp theo của chúng mình liên quan phần tiền tố hậu tố. Saikin kensetsugi o nani nani no eto inshubushoku ga. Từ này sẽ là gì đây? Chúng ta sẽ rất là đang nghiêm trọng, trầm trọng đúng không? Shinkoku da, đúng không ạ? Nào, ok, thiếu về nguồn nhân lực các thứ chẳng hạn đấy, đúng không? Chúng ta sẽ có là gì các bạn ơi? Nào, các bạn tự nhấn xem nào. Comment đáp án đi nào. Đó. Đang bị thiếu nhân lực đúng không? Hitode bushoku ga shinkoku da. Đấy, dạo gần đây đúng không? Đây, cái việc mà thiếu nhân lực. Hitode bushoku ga shinkoku đúng không? Đang bị thiếu nhân lực ở trong cái ngành nào đấy các bạn ơi? Câu 14, bạn Trọng đang chọn số 1 là các bạn khác đâu rồi? Đó, trong mình đây ở trong cái lĩnh vực đi, ở trong ngành đi, ở đúng được đấy, đúng không? Chữ này chữ kiến, chữ thiết, chữ gì nữa, chữ nghiệp đúng không? Và chúng ta sẽ có cụm từ là kensetsu gyokai. Đó, trong cái lĩnh vực ở đó người ta rất hay dùng cái khái niệm chữ chữ này đúng không? Đó, gyokai tức là cái lĩnh vực, cái ngành xây dựng đi, đúng không? Thì đang rất thiếu nhân lực đúng không ạ? Đó, saikin kensetsu gyokai no hitode bushoku ga shinkoku da. Đúng rồi, nên câu 14 đáp án số 1 chính xác. Rồi, ok. Nên câu số 15 nào? À đây rồi, chị nhìn thấy comment các bạn rồi, cứ bị chậm hay sao nhỉ? Yakudai yo chimu wa nani nani. Từ này đúng là sách nào hầu như nó đến những cái bộ luyện đề gần như là nó rất là quen thuộc rồi. Chúng ta có từ junketsu đúng không? Là cái trận đấu cuối cùng để tiến vào cái vòng chung kết ấy, đúng không? Đó thì đúng rồi. Đó, Sơn Đà đội này đã giành và đã giành được quyền đúng không để tiến thẳng vào đến cái trận bán kết đó. Junketsu các bạn nhé. Đúng không ạ? Chính xác. Đấy, chuẩn bị cho cái phần quyết định chặp đứa nào thắng đứa nào thua đấy. Nhớ chứ không dùng chữ tiền, không dùng chữ phó, không dùng chữ thứ đúng không? Mà sẽ dùng từ junketsu để cả cụm của nó sẽ là như vậy nhá. Nào, mình sang với môn này số 4 là cái phần sử dụng từ của chúng mình xem nào. Ở trong ngữ cảnh đấy xem là mình sẽ dùng cái từ nào nó sẽ phù hợp ở đây nhá. Sang câu số 16 các bạn ơi. Chúng ta cố gắng làm nhanh nhanh cái phần từ vựng để nếu còn thời gian thì chúng mình sẽ làm với cả những cái phần đọc hiểu nữa nhá. Đến tầm này bạn nào sẽ sợ đọc hiểu đúng không ạ? Rồi, câu 16 các bạn đang chọn máy đây. Dù có aruite, aruite mo nani nani shuppun gurai dakara, hay toi kyori dewa nai no desu. Đó, trong trường hợp này mình sẽ bằng nghĩa là chỉ là cái kiểu đi. Đúng không? Một cái cự ly rất là xa, không phải cự ly xa gì cả. Đúng không? Đấy, đừng có đi bộ nhiều nhất là hết 10 phút chứ mấy đâu. Đúng rồi, nên câu số 16 của chúng mình sẽ dùng nó từ cc nhiều nhất là. Đúng không? Chứ còn những ít nhất là sukunaku tomo. Đúng không? Đó, đúng không? Như trong từ này cc nhiều nhất là bao nhiêu đó thì chúng ta sẽ có cái từ này nhá. Yatto là cuối cùng thì mình đã đạt được cái điều gì mong muốn đó. Toto đúng không? Đó, toto sẽ là cũng là cuối cùng nhưng mà cuối cùng nó cũng hỏng, đúng không? Rốt cuộc thì nó cũng không đến. Đấy kiểu thế thì toto có thể đi dạng phủ định nữa. Chui thì hay đi với petechimau để diễn tả là lỡ chót, rồi đang giảm cân mà lại lỡ ăn quá nhiều, đúng không? Vừa mới nhận lương lỡ mua sắm quá tay, kiểu thế đúng không? Lỡ ngủ hơi quá giấc, đấy kiểu đấy sẽ là chui nani nani petechimau. Nhớ trong trường này sẽ có từ cg, đừng nhầm với cả từ cmt nhé, đúng không? Cmt là best nhất là, ít nhất là,
đúng không? Như xe xe là nhiều nhất là nhớ cho ạ. Đây, dù đi bộ nhiều nhất, tính nhiều nhất đi chăng nữa, đi lững thững từng tí một nó chỉ cỡ 10 phút thôi nên chẳng phải xa xôi gì đâu. Nhớ thì nó sẽ là từ xe xe. Đúng rồi, đáp án của chúng mình sẽ là số 2 ạ. Tiếp theo, New in chiu no chi chi wa nani nani tabe takatteru kara komatteru. Cái người nào đang ốm ấy, đúng không? Mà tự nhiên lại muốn thèm ăn, đúng không? Là thấy hơi căng căng rồi đấy, đúng không? Nào, câu tiếp theo, câu 17. Các bạn đã nhìn câu 17 chưa? Yakate, yatarani, đúng không? Ikinari và từ đột tộ. Rồi đấy, câu này các bạn chọn 2, các bạn chọn 3. Hai là gì? Yadatani, đúng không? Thì từ này mang nghĩa là hiếm khi, đúng không? Không mang nghĩa là kiểu bất thình lình tự nhiên lại muốn ăn, lại thèm ăn nhiều thứ, đúng không? Thì từ này không đúng rồi. Yakate là sắp sửa cái gì đó. Đột tội là kiểu như tự nhiên kiểu hay đi với từ quá đâu ấy, tự nhiên cười phá lên, đúng không? Cười ầm cả lên. Đó thì mới dùng chứ. Trong trầm này đáp án của chúng mình là Ikinari. Ôi dồi ôi, đấy, bạn đã chọn đấy mỗi ba đáp án đầu tiên là 2, 3, 4 luôn. Đúng không ạ? Cho nên nó phải là Ikinari các bạn nhé. Đúng không? Bất tình lình, tự dưng, tự nhiên lại bằng từ kiêu ní. Nếu từ đồng nghĩa, đúng không? Thì có thể bằng từ kiêu ní. Từ này thì nó 2, nó 3, khá là hay bắt gặp, đúng không ạ? Kiêu ní, tự nhiên, tự dưng, đúng không ạ? Đó. Phải là số 3 chứ, đúng không? Rồi, chính xác. Nhớ xem cái từ Ikinari này nhá. Nếu từ đồng nghĩa bằng từ kiêu ní, tự dưng lại muốn ăn đồ ăn, đang nhập viện tự nhiên là muốn ăn cái này cái kia. Thường thường người ốm thì người ta sẽ ít ăn được, không ăn được, nó mệt mỏi này kia, tự dưng là bố muốn ăn cái này, bố ăn kia là hơi căng đấy. Nhớ, đúng không? Thì nó sẽ là từ Ikinari. Đúng rồi. Chốt đi, Diệu Linh chọn số 4 đột tội không ạ? Đột nhiên cũng là bất chợt thôi, nhưng mà bất chợt làm một cái hành động gì đấy, ví dụ như là cười phá lên, cười ầm lên, đấy thì nó mới là từ đột tội. Nhớ, sai mất rồi. Câu 18 nào. Gakko no kyushoku wa minkan kaisha ni nani nani shite iru. Đấy, những cái suất ăn mà cung cấp cho cái trường học bây giờ ấy, đúng không? Thì đấy, mình đang thế nào trong cái công ty tư nhân nhỉ các bạn nhỉ? Câu 18. Hôm nay giọng sensei lạ thế, hôm nay nhẹ nhàng tình cảm chưa? Hôm nay đang bị sốt, hơi bị sốt một tí và đang rất đau họng nên này rất nhẹ nhàng và tình cảm. Giọng bình thường cũng hay mà đúng không? Hôm nay hay hơn là giọng bình thường hay hơn là Tiến. Nào, chúng mình sẽ có từ này là shindai, chữ tín và chữ lại, đúng không? Shindai, đúng không? Shinyo đấy, đúng không? Tức là rất là tín nhiệm đi, nhờ. Trong từ nó là ninme, đúng không? Thì đây là chỉ định bổ nhiệm, đúng không? Đó, từ này sẽ là kinmu, đúng không? Là đi làm mất rồi không? Mình sẽ có từ itaku, đúng không? Đáp án của chúng mình là số 1 các bạn ạ. Âm hán Việt là ủy thác, đúng không? Chúng mình sẽ có từ ủy thác. Ủa, đã ủy thác là giao cho nhiệm vụ với cái hợp đồng, những cái điều kiện như thế này, anh cung cấp những bữa ăn như này cho học sinh chúng tôi, đúng không? Đấy, chúng tôi sẽ có những điều kiện như này, hợp đồng như thế kia chẳng hạn ấy. Có từ y tắc cự các bạn nhé, là bình thường nào, bình thường như xé vải hay hôm nay như xé vải, nói mang tiếng nha, đúng không? Giọng lúc nào chả hay. Ok, câu số 18 của chúng mình đáp án số 1 nhá. Nhẹ nhàng lại không quen đúng không? Yamura-san wa nase ka asa kara nani nani ka o shiteru. Đấy, tự nhiên từ sáng giờ hôm nay mặt thế nào lạ thế? Giọng ấy đúng không? Giọng trầm trầm đúng không? Đấy, hoặc mặt thế nào để chữ yếu siêu các thứ ra đúng không? Đó, chúng ta xem nào. Giọng thì trầm đúng không? Đấy, khuôn mặt thì kiểu như là ủ rũ, khuôn mặt rất là buồn đúng không? Đấy, vậy chúng ta sẽ dùng từ nào các bạn ơi? Trong từ như là ochita, nigeta, kanashita đúng không? Hay là từ shijinda đúng không? Shizumu của chúng mình quen là ở mặt trần lạnh như đấy chẳng hạn đúng không? Nào, câu 19, mọi người nhìn thấy câu 19 của mình chưa? Rồi, đây rồi đấy, câu 19 bạn Hoàng Lợi chọn số 1, cũng như một vài bạn khác mà đã nhắn tin cho xe là ừ tại sao không đáp án này? Ochita nghe hợp lý đúng không? Đó, thế nhưng mà ochita là rơi xuống cái gì đấy không? Ở trong từ ochi chơi tạ chẳng hạn ý. Dạ không à, đi với bổ nghĩa trong gương mặt thì gương mặt chịu nặng, trầm buồn, trầm tư như kiểu thất tình hay làm gì đấy chẳng hạn, đang suy nghĩ điều chi á, đúng không? Thì người ta dùng từ shizumu các bạn nhớ. Thì đáp án chính xác của chúng mình ở đây nó phải là số 4, đúng không? Mình thường sẽ quen mặt trên lận, cái chuyện nó chìm xuống cái thứ chẳng hạn, đúng không? Giọng thì trầm trầm, nó đi với cô ấy thì giọng nó rất là trầm nhẹ nhàng, không giống cô Lan Mai Lan Senzera Shikunai, chẳng giống cô Lan bình thường. Các bạn vừa bảo giọng như xé vải ở đấy đấy.
cô Lan nào ấy chứ, đúng không? Chứ cô Lan bình thường giọng cũng rất là nhẹ nhàng, còn hôm nay được trầm thôi, nhớ. Rồi, đáp án câu 29 của chúng mình số 4 nha. Câu 20, Isha no nani nani wo toro to tetsuya shinagara benkyou shite ru. Đấy, không phải là Isha no gì nữa mà là n ni wo toro, đúng không? Đấy, để giành được N2 thì các bạn đang thức trắng đêm học bài, có ai như vậy không? Kinh quá. Nào, xanh là cái gì bạn ơi? Nào, câu số 20, bạn nhìn thấy câu số 20 của Sensei chưa? Rồi, chúng ta sẽ có cái bằng cấp, ví dụ như là unten menkyo thì mình sẽ hiểu đó là cái bằng lái xe nhỉ. Isha no menkyo thì là chứng chỉ ngành y định được nhá. Đúng không? Đấy thì để giành được cái chứng chỉ đó, để cung cấp được cái bằng đó thì mình sẽ học thâu đêm suốt sáng. Tetsuya shinagara benkyou shite ru. Đúng rồi, đáp án chính xác của chúng mình sẽ là số mấy? Số 1, bạn Toán lại chọn cái này à? Từ này là kiêu cả, đúng không? Kiêu cả là chữ hứa và chữ khả, đây là mình là chữ cho phép đấy, đúng không? Như đây là từ men kiêu chứ, đúng không? Chữ miễn và chữ hứa, đúng không? Đây là miễn thuế không nói làm gì nhá, đúng không? Đây là kiểu sự cho phép không nói làm gì đâu nhá, đúng không? Trong cái mức độ cho phép, nồng độ mức độ cho phép, dạ không ạ? À? Đáp án chúng mình men kiêu, nhớ từ ân tên men kiêu cho dễ nhớ, đúng không? Ân tên men kiêu chẳng hạn ấy, bằng lái xe. Đúng không? Trong trầm này y sẵn nó minh kiệu, đúng không? Thì tôi là giấy phép hành nghề y cái thứ chẳng hạn ấy, đúng không? Chứng chỉ ngành y. Nhớ đáp án phải là số 1 ạ. Kono denshi shisho wa desai mo ishi, shousha mo nani nani de, ninki mo aru, ninki ga aru. Ninki, đúng rồi. Ôi dồi, cái kim từ điển này thiết kế ngon lành lắm, thao tác thì rất là đơn giản luôn, kantan. Đấy, mình dùng kantan chả sao cả, nhưng dùng cái gì một loạt các tay đây này. Temoto, tegoro, tegaru, đúng không? Và tegaki. Câu 21 chúng mình chọn mấy đây? Rồi, chính xác. 21 của chúng mình nói temoto là mình có trong tay ở gần mình ấy, đúng không? Đấy, temoto ni arimasu, đúng không? Đây mình có cầm theo ở đây này chẳng hạn này, có theo mang theo bên người. Đấy, mặc dù là gốc ở tay thì mình gì mang theo bên người cũng được nhỉ? Nghe nó hợp lý hơn đấy. Tegoro thì giá cả ở cái mức độ mình với tay được ấy, thì mình dịch là giá cả phải chăng, đúng không? Đấy, mức độ to vừa phải, đó tùy vào từng ngữ cảnh mà mình sẽ dịch cho hợp lý nhá. Tegaki thì nó sẽ là viết tay, và trong đây nó sẽ là từ tegaru, tay mình làm rất nhẹ nhàng, tức là rất thoải mái, đơn giản, dễ dàng. Đúng rồi, đáp án của chúng mình sẽ là số 3 nhé. Machigai ga aru toitemo aru nani nani wa mitomerareru daro, đúng không? Chúng ta sẽ có từ này mitomeru, mitomerareru, đúng không? Chữ này chữ nhận, có thể chấp nhận được đi, nhận trong tiếng tờ thừa nhận, công nhận, đúng không? Đó, chấp nhận, đúng không ạ? Dù nói là có lỗi sai, ít nhiều lỗi sai, nhưng mà cái mức độ nó nằm ở trong cũng ít nhiều là cũng có thể chấp nhận được, đúng không? Vậy có từ aru gì các bạn ơi? Câu số 22 các bạn giúp mình xem comment ở số thứ tự của câu kèm theo đáp án nữa nhá. Câu 22 mọi người chọn gì đây? Ê, mọi người có nhìn thấy mình không? Nó đang bị đơ hay sao ta? Ôi dồi, sao lại đứng yên há mồm thế kia? Hả cô Lan ơi? Các bạn có nghe rõ tiếng mình không ạ? Alo. Chào bạn Khiêm. Rồi đây rồi, đây rồi, chắc bạn ok đúng không? Rồi câu 22 xem mình chọn gì nhá. Các bạn chọn 1, các bạn chọn 2. Gendo, sự chịu đựng có giới hạn đó, cái này là hạn mức. Có thể nếu vay tiền ngân hàng nó có hạn mức này, đúng không? Sự chịu đựng có giới hạn này. Đó, kiểu như thế, đúng không? Đấy thì chúng ta mới dùng từ gendo chứ. Chứ bình thường chúng ta có từ a độ t độ luôn ấy. Âm hẳn là trình độ, nhưng mình sẽ dịch là mức độ. Dù nói là có lỗ sai nhưng mà ở cái mức độ này, đúng không? Mức độ nào đó a độ t độ, đúng không? Đấy thì ok, chắc là có thể chấp nhận được. Nên đáp án đây nó phải là số mấy? Số 2, đúng không ạ? À? Đấy, bạn Quy chọn 1 là sai mất tiêu rồi nhá. Nào, tiếp chúng mình sang cái phần môn này, đó là từ đồng nghĩa, từ gần nghĩa chẳng hạn, đúng không ạ?
À, thì mình cũng lần trước nhờ không biết bạn nào đây đã chúng mình đã có được cái tài liệu liên quan đến những phần từ đồng nghĩa chưa, đúng không? Thì mình đã có được kha khá, mình tổng hợp được kha khá mọi như cái kỳ năm trước là mình cũng trúng được tầm 3-4 từ đấy, đúng không? 2-3 từ đúng không? Trong phần từ đồng nghĩa chẳng hạn ấy. Đó thì mình có một list tất cả một số những cái từ đồng nghĩa mà tổng hợp theo những giáo trình như là bao qua đồ đi đự này, hay là chục cư gen tay sắc cự này, đúng không? Và những từ đồng nghĩa theo của các năm nữa vào chẳng hạn. Gần như là nếu để ăn chọn được điểm môn này năm này, các bạn nhìn đúng cái list đấy thôi là chắc chắn tự tin đi thi, đúng không? Còn những từ còn lại là hoàn toàn suy diễn được, suy đoán được. Nhớ đến bạn nào mà cần những tài liệu liên quan đến phần từ đồng nghĩa thì các bạn nhớ inbox cho cái fanpage Mai Lan Sensei Kose Nihongo để có thể mình sẽ gửi lại các bạn cái tài liệu đó nhé, nếu như bạn nào chưa có, đúng không ạ? Nào, câu số 23 của chúng mình. Nào, cô này nhìn thấy chưa? Cô số 23 các bạn chọn gì đây? Ừ. 22 phải chọn 2 nhá, Liệu Linh nhá. Ừ. Nào, cô số 23. Ừ. Áo qua tê đựng từ nãy rất là quen rồi đúng không? Vội vàng luống qua luống quắng hấp ta hấp tấp, đúng rồi, chúng mình sẽ có từ Jitabata shite mo. Đúng không? Trước ngày thi dù vội vàng hấp tấp thì cũng mẫu câu vê tề mồ hà si ma nai, đến tầm này là quá muộn rồi, chả làm ăn được gì nữa, đúng không? Ừ. Câu 23 chúng mình chọn mấy đây? Đúng rồi, thì nó sẽ là luống ca luống cuống nhá. Đây cô giới thiệu thêm một cái mẫu câu nữa đúng không? Về tề mố Hashimaranai, rất hay đi từ Imasara, đến tầm này có vội vàng luống cuống chả còn gì nữa. Đấy, dạo này chắc sẽ rất hay nhận được những cái inbox các bạn là cô ơi còn 9 ngày nữa hay còn mấy ngày nữa. Ờ đúng không? Đây có vừa bạn nói xong một 9 ngày nữa. Làm nào cô có tài liệu nó gấp rút để có thể đỗ được không? Khó nhỉ. Nó cả là quá trình rồi, bây giờ và chỉ trong mấy ngày thì khó quá đúng không, nhưng mà tất nhiên là vẫn có cách thôi, nhưng mà nó khó đúng không? Nó người ta học cả quá trình vẫn còn đang rất là mơ hồ đây, mà mình chỉ mong muốn là trong vòng 1 tuần 2 tuần mà có thể chinh phục được thì tất nhiên không phải là không thể, nhưng mà rất là khó và đòi hỏi sự nỗ lực rất là nhiều luôn, đúng không ạ? Rồi con này có xác nhận lại nhé, từ này sẽ là từ Chitabata Shitemo đúng không, vội vàng cuống quýt các bạn nhé. Ừ. Chứ quay quay nhìn đã thấy không khí rất là gì đây, rôm rả rồi nói chuyện gì đấy, chime chime cái sự. Các bạn biết cái thời tiết nồm ở miền Bắc là gì ạ? Đấy, cái cảm giác rất là cứ ẩm ướt gì đấy chẳng hạn, nó sẽ là chime chime nhá. Bura bura si tể mố, loanh quanh lang thang, đi tay nhặt lá chân đá bờ chẳng có việc gì làm ấy, đúng không? Đấy. Ừ. Rồi ok, vội vàng hấp tấp luống qua luống cuống cuống quýt đều được. Đấy, lùi hết cái tiếng Việt của các bạn ra cho nó phong phú nhá. Ừ. Rồi, tiếp theo câu 24 của chúng mình. Kai gai eikyo bu ni single ga oi to kite mimi ga mimi o ushinatta. Utagatta các bạn. Đó, chúng ta có cụ từ meo utagatta có nghĩa là kiểu là mình sẽ không tin nổi mắt mình, tức là không tin nổi vào tai mình, đúng không? Chữ này chữ nghi, đúng không? Utaga. Nào, vậy câu 24 mình sẽ chọn cho mấy đây? Đấy, trộm vía con này rất là dễ rồi đúng không ạ? Single, single đúng không? Tức là rất nhiều người đang còn độc thân đúng không? Đây chữ độc và thân luôn, nhớ. Chứ không phải là độc lập. Đấy, mình tự lập ra khỏi thoát khỏi bố mẹ thôi chẳng hạn này, đúng không? Từ này cô đốc cự đúng không, chữ này chữ cô đơn đúng không, và đây sẽ là cô đít chữ đúng không? Đấy, sự cô lập, tự tách biệt ra khỏi ấy, đúng không ạ? Xin xin nhìn thấy bạn Dương Hường rồi em ơi, có nhìn thấy nha. Hãy trước khi câu 25 nào. Watashi wa jibun o sekkachi na hito da to omotte ta ka kita ka sensei no kankaekata jigatta. Đó, tôi ấy thì nhìn thấy bản thân mình là người như này, nhưng mà suy nghĩ của giáo viên lại khác, đúng không? Đấy, mình là người như thế nào đây? Ồ, bạn nào vừa thu hồi tin nhắn nhỉ, thu hồi comment nhỉ? Nào, câu số 25. Đấy, các bạn nhớ nhá, để xem nào. Nhắc lại, nếu như bạn nào đang cần về những cái tài liệu liên quan đến phần từ đồng nghĩa của N2, đúng không ạ? Thì đấy, các bạn có thể nhắn tin xuyên xe để mình có thể gửi lại các bạn cái tài liệu đó nhá. Lướt trước ngày đi thi, đúng lúc đấy riêng cái phần này thì những bạn bảo là còn mấy ngày nữa làm thế nào để làm được đọc hiểu, làm thế nào được nhét hết đống ngữ pháp rồi thì lục lỗ dấu sao và thì hơi khó. Nhưng mà trong vòng 1-2 ngày để có thể nhét được hết mà làm được mang tên cái phần môn này năm thì làm được nha. Rồi, câu 25 chúng mình chọn mấy đây? Ừ, đó, có từ Shikachina thì người đấy có ngờ, nóng nảy, sự thiếu kiên nhẫn. Đúng không? Rồi, chính xác. Đúng không? Thì bằng cái từ nào? Tanki. Ừ.
tan kỳ khí nó rất là ngắn, chưa chị đã nổi đùng nổi đoàn lên rồi chẳng hạn ấy, đúng không, sẽ tan kỳ nào. Một người nóng tính lắm, nhìn nhận bản thân mình, tôi thì nhìn nhận bản thân mình như thế, nhưng mà suy nghĩ của giáo viên lại khác, khác như nào rõ đúng không, chứ phải nà may kỳ đúng không, sức sực chơi cháo gì đấy chẳng hạn này, đắc cực tên tê kỳ đúng không, thì nó sẽ là lạc lạc thiên lạc quan này đúng không, và từ này sẽ là ken son đúng không, sự khiêm tốn. Rồi ok, mình sẽ gửi lại các bạn nhé, bạn cứ nhắn lại từ lát nữa xem sẽ gửi cho các bạn nha. Rồi chuẩn xác nào, tiếp chúng mình đến với câu số 26 nào. Konokyaku o nanka son zonzai đúng không, đừng nhầm từ zonzai nhé, zonzai ni atsukau mise nante mo mukashi no hanashi da. Bạn nhắn cho sensei ở trên cái fanpage Mai Lan Sensei Kosei Nihongo nhé. Mà tiện các bạn có thể theo dõi thêm rất nhiều những bài viết mà sensei đã chia sẻ những tài liệu ở trên đó đúng không, phần hệ thống ngữ pháp đúng không, đến tầm này là phải nhìn được một list các ngữ pháp hay dùng ở trong cái DN2 của chúng mình này, kèm đến 300 ngữ pháp đã có những cái phần lời giải rất là chi tiết này đúng không, những phần từ đồng nghĩa gì tài liệu gì cũng sẽ có luôn nhớ, và các bạn nhắn cho sensei ở fanpage Mai Lan Sensei Kosei Nihongo nha. Hà nhá, Hà nhắn đúng fanpage chưa? Nhắn cho cô C cũng được, thế nhưng mà nó sẽ bị chậm hơn một chút đấy đúng không, nên các bạn nhắn cho sensei thì sensei sẽ nhìn được kỹ hơn nhá. Nào câu 26 của chúng mình. Nào từ này sẽ là kiểu như không phải son dai đâu, như là zon dai, nhìn thấy chưa, cái những cái cửa hàng bây giờ nó đối xử cái từ atsuka đối xử với khách hàng một cách rất là kiểu thô lỗ thô thiệt thiếu tôn trọng ấy đúng không, tầm này là câu chuyện xưa rồi diêm ơi đúng không, chứ tầm này đối xử thế là không còn khách đâu, nhớ thì sẽ có từ gì đấy. Đó, mure này đúng không? Rồi, chính xác. Nó sẽ là gì? Âm văn việc của nó sẽ là chữ vô lễ thôi. Ừ, đúng không ạ? Và từ này mình sẽ đọc nó là đúng không? Bình thường sẽ là chữ mư gì đấy chẳng hạn, như trong này nhớ là bư nhé, trong bư chi ni chui tả thì đấy là bư đê đúng không? Bư đê ni chẳng phải mư đê nhá. Đúng rồi, chính xác. Cách đối xử nhé, mà nó tiếu từ đồng nghĩa đôi khi nó sẽ bằng với từ kiểu khôn đan đúng không, đối xử nó hơi thô thiển vô lễ đúng không, ác ý đấy chẳng hạn ấy, chứ không phải là tê. Nó ngược lại, nếu mà từ đồng nghĩa thì nó có thể bằng từ con từ gì nhở, rambo đúng không ạ, còn nếu mà từ trái nghĩa thì nó sẽ từ tê nê đúng không, nếu kia là đối xử một cách rất là tê nê, là một cách lịch sự tử tế đúng không, đấy thì bư đê đúng không, thì nó sẽ bư đê thì nó sẽ mang nghĩa là đối xử một cách rất thô lỗ đúng không, không tôn trọng khách hàng các bạn nhé. Đúng rồi, ok. Mình xin xét chữ mấy kenme, iso kenme không đúng rồi nhá. Đáp án của chúng mình sẽ là số 4, đúng không nào? Nào, tiếp theo, ở đây vẫn còn một câu nữa, sau đây chúng ta sẽ sang với phần cách sử dụng từ nào. Rồi. Nào, vậy câu 26 chúng mình sẽ chọn số 4 các bạn nhé. Các bạn nhìn lên màn hình của mình rồi đúng không? Đó, tự nhiên sao nó quay thế nhở? Thế miệng cô Lan đang há ra và trông chờ điều gì đây? Rồi, ok. Nào, câu 27 nào. Junshin kara no omiyage wa hade ni chuchunde ta. Một từ vựng rất chi là của nó 4 thôi nhỉ. Là cái món quà mà được nhận từ nó bạn ấy, nó đang được gói một cách rất là kiểu hơi lè lẹt một tí, đúng không? Họa tiết hoa văn này nọ nơ nủng các thứ kia đúng không? Chuchu mự đấy, cho phát chúng mình có từ chuchu mự là sự bọc vào gói vào. Và trong đây nó bằng cái từ nào đây? Đúng rồi, đúng không? Hồ sơ sơ đựng, đúng, chính xác, đúng không? Đã bao là còn trang nữa, đúng không? Trang hoàng lộng lấy bỏ vào, đúng không? Chữ này sẽ là henso, mà nghĩa là cải trang. Chữ biến và chữ trang đây này, đúng không? Đấy, và tiếp theo là chữ biến và chữ này, chữ sức à? Sức trong trang hoàng, trang trí các bạn ơi, cả gia đựng đấy, nhớ. Và chữ này là trong từ sô chắc cự, đúng không? Gắn lắp ghép vào trang hoàng lắp ghép những cái thiết bị lên tường các thứ chẳng hạn ấy. Thì chúng ta sẽ có từ đó là sô chắc cự. Chuẩn chưa ạ? Trong trường này là gói là bọc thôi các bạn nhé. Đấy, nó không viết chữ Hán bởi vì nó chính là cái chữ này luôn, chữ bao, trong bao này mà chữ mượn hay trong từ hô sô sơ đựng này luôn. Nhớ. Nào tiếp chúng mình sẽ sang với cái môn này số 6 là cách sử dụng từ. Mình đoán là các bạn sẽ rất dễ nhầm lẫn bởi vì là mặc dù từ không biết thì là đúng rồi là một này, thì các bạn cũng đều là khó này. Thậm chí những từ biết rồi, tức là mấy chị biết là cái nghĩa tiếng Việt thôi, chứ rất ít khi các bạn đặt trong cái ngữ cảnh của một câu để chúng ta nhìn nó, hình dung nó chẳng hạn. Đúng không ạ? Đó, nên bây giờ chúng ta thử xem với từ canxin sử dụng. Nào xem có hay bị nhầm không nhá. Mà từ này nó còn hay nhầm với từ canxin. Đây âm việc của chúng mình là cảm tâm, nhưng mà chúng ta có một từ nữa cũng đọc là canxin, đúng không? Lại là chữ quan tâm, đúng không? Đấy thì nó có rất nhiều từ mà nó sẽ có cách đọc, nó cho những từ ở nữa là sai, những từ mà có cách đọc giống giống na ná, dễ nhầm lẫn nhá. Nào câu 28 chúng mình chọn số mấy đấy ạ?
Thế sẵn đang chờ tín hiệu này. Vẫn ok đúng không? Đó, câu 28 các bạn chọn 4, các bạn chọn 2. Rồi xem sẽ nhìn và xem theo nhá. Số 4 xem nào. Imamade taisetsu ni sodatete kureta ryōshin ni kokoro ko soko kara. Đúng không? Hôm trước có chị hoa hậu Thanh Thủy à, đúng không? Kokoro soko kara kansha cơ mà, kansha shimasu cơ mà. Đúng không? Với hai vị nhị vị phụ huynh à? Đúng không ạ? Mà đã gì đây chăm sóc yêu thương cho mình đến từng từng này thì phải là kansha. Kan gì? Kansha cảm tạ chứ. Rồi hoa hậu Huỳnh Thị Thanh Thủy còn nói là kokoro kokoro no soko kara còn gì nữa, từ tận đáy tim em vô cùng là cảm tạ. Rồi ôi. Nhớ nhầm rồi, đúng không? Chúng ta là kansha thì mới là cảm tạ, mới là cảm tâm mà. Quay xe gấp đúng không? Lại còn số 2 đã xem nào. Đấy, nói chung số 4 là sai rồi nhớ. ONCT đã chi mở gã USOC. Rồi thì mình rất là cảm động, cảm kích gì đấy chứ nhỉ? Đúng không? Đây này, cái đội mình đã rất là ủng hộ cái tối này nọ mà người ta giành vô địch thì mình sẽ là Kando, Kangeki, cảm kích, cảm động. Đúng không ạ? Chứ không phải là từ này nên số 2 cũng sai nốt. Quy à, Huỳnh Thanh Quy cũng chọn 2 này. Rất bạn Hoàng Lợi, bạn Khiêm, Ngọc Thanh cũng chọn 2 là sai này. Bạn ngày mai này, ngày mai với ngày kia nào đấy này. Đúng không? Cũng sai rồi đúng không, nhớ nhá, kansha shimasu nhá, cảm tạ từ tấm lòng đúng không. Đây bạn nào gì đây, rồi cái đứa bé nó biết làm việc nhà, cái đứa bé đấy hay là cái bạn này mà mới học được mấy tháng đỗ N2 rồi chẳng hạn ấy, điểm số rất cao đúng không, thì trong chập này nó còn bé tí thế mà regi tadashiku đúng không, mà rất chỉn chu chào hỏi rất là đâu ra đấy thì nó rất là kanshin shimasu, rất là gì, cảm phục tự hào, nên đáp án phải là số 3. Trời ơi, câu đầu tiên đã thấy rất là trông gai rồi đây này các bạn này. Rồi, chốt đáp án câu 28 của chúng mình sẽ là số 3 các bạn nha. Regitarashi, rất là chuẩn mực, chỉn chu trong lễ nghi phép tắc, đúng không? Đó, thì kanshin suru, cảm tâm, chứ đừng nhầm từ quan tâm vào đấy hả, nhớ. Đó, ok, đáp án của chúng mình là số 3, chốt đơn. Tiếp, kehai, chúng mình có từ kehai. Đừng bạn nhầm nào là kihai nhé, đó là kehai. Rồi, câu số 29, các bạn đã nhìn thấy chưa? Thấy có cảm giác, có linh cảm. Bạn ơi, nhìn đằng sau xem, hình như đằng sau có ai á. Cộng với cái chất giọng khàn khàn này mà dọa các bạn là cũng được việc đấy nhở. Nào, các bạn nhìn thấy chưa? Câu 29 của chúng mình. Alo, alo. Rồi, câu 29 chọn 4 là này đúng rồi đấy. Thì mà, hình như đằng sau có ai ấy. Thế là mình có linh cảm, mình có cảm giác là đằng sau có người. Thế nên là mình đã phu đi ké tạm, mình quay lại phía sau và hình như có người thật. Đúng không? Hy vọng không bạn nào đang ở nhà một mình nhá. Đáp án chính xác của chúng mình sẽ là số 4, đúng không? Rồi, chính xác. Chắc chắn là câu này không ai sai rồi đúng không? Chúng mình sẽ tiếp tục với câu khác luôn nhá. Nhưng nhớ về cái từ này sẽ dạy lưu ý về cách đọc chữ Hán các bạn ấy. Bình thường các bạn cứ ki ki cái gì đấy, kimochi, ki bừng gì đấy đúng không? Đó như trong tiếng như vừa rồi cái từ tan ki đấy chẳng hạn này, đúng không? Sự nóng tính còn nhớ không? Như đây là ke, ke hai, có linh cảm, có cảm giác hình như đằng sau có ai á. Nào, tiếp theo chúng mình có từ cực kỳ đi. Rồi ôi, từ này thì đừng nhầm với những từ như là gật sư đi này đúng không? Đó, rồi gì nữa? Vượt ta đi chẳng hạn này. Rồi, rất là dễ nhầm, đúng không? Đó, như đây là cực kỳ đi. Đừng nhầm tiếp với cả hạt kỳ đi này. Rồi, cứ đi đi. Thậm chí sực kỳ đi này, đúng không? Sực ca đi này. Đó, tiện, tiện, tiện nhé. Rồi, tiện tay thì nốt luôn mấy chữ này thôi. Nào, câu số 30 các bạn chọn gì đây? Đó, đây là cực kỳ đi nhá. Nhớ đây ạ. À. Chứ không phải những từ ở trên kia đâu. Rồi, phát ra một cái nhìn nó kinh quá. Xem là bạn chọn số mấy. Nào, câu số 30, các bạn nhìn thấy câu số 30 chưa ạ? Trời, chính nó đúng không? Đó, mình đeo một kính mới vào.
tự nhiên thấy cái chữ trên bảng nét mồn một ra đấy, tiếng Việt của mình thực ra nó khá là giống với từ hakiri, nên ta dạy là hakiri rất hay đi với mì em mát hay là kỳ cô em mát, nên là kiểu giải thích rõ ràng, nói rõ ràng ra một là một, hai là hai đấy, kiểu đấy thì người ta dùng hakiri đúng không, rõ là cái này phải là cái kia. Nhưng cảm giác cái bạn đeo một kính mới mà bạn lau cái kính đi cũng được đúng không, đã sẽ là bạn nhìn thấy cái chữ ở trên bảng nó mồn một ra đấy, tiếng Việt mình hay có từ kiểu rất là, nó rõ mồn một ấy, sắc nét rõ ràng đúng không, đấy có độ tương phản cao giữa âm này nét kia chẳng hạn ấy, đấy thì nó sẽ hay đi với cái từ đó là cực kỳ đi. Nhớ nhá, chứ phải gực sư đi là ngủ ngon, gực ta đi là mệt mỏi dã rời, hạc kỳ đi nhìn rõ nghe rõ thấy rõ, nhưng mà là cái này không phải là cái kia. Sực kỳ đi là cái sự mà căn phòng rất là bừa bộn, xong bạn dọn dẹp xong thì cảm giác rất là sực kỳ đi, thoải mái đúng không, rồi sực ca đi là hoàn toàn, khỏi hoàn toàn rồi chẳng hạn này đúng không, ôi, quên hẳn luôn rồi chẳng hạn, đấy thì nó sẽ là sực ca đi nhớ. Đấy, mỗi từ thêm một ít vào đó. Bạn Tuấn đang chọn số 4 nên ra thử xem sao nhá. Saiking gai số cửa sứ được của tổ á. Cái từ này nên dùng từ là mekiri. Đấy, sẽ nghĩ là nếu mà trong câu 4 ấy, bạn nên dùng từ mekiri rõ ràng hẳn ra. Ví dụ, ô dạo này cái việc ăn ngoài thì không còn nữa, đúng không? Hết hẳn đi, tức là bình thường mình rất hay xem ăn ngoài nhiều tiền, nhưng mà chỗ này không biết nghèo đi hay sao đấy, đúng không? Mà ít ăn ngoài hẳn đi nhờ. Đấy, mình hay dùng cái từ hẳn, rõ rệt thì hẳn thay có từ đó là mekiri. Ở trên xe để nó hay dùng hơn nhá. Đấy, dạo này tôi uống rượu ít hẳn đi nhờ. Đó, kiểu như thế thì nó sẽ hay với từ mekiri nhá bạn Tuấn nhá. Đúng không? Đấy, đáp án chính xác của chúng mình sẽ phải là số 2, chốt đơn nhá, không phải số 4 đâu ạ. Tiếp chúng mình có từ sezo, chữ chế và chữ tạo luôn đúng không? Sezo suru, và xem đáp án sẽ là số mấy. Đấy, câu này rất dễ nhầm luôn này, xem các bạn có bị nhầm không nhá. Âm mà người là chế tạo, tạo ra cái gì đấy. Chúng ta sẽ có một số cái keyword như là gì đây? Đây là tivi này. Đây là tài liệu này. Đây là ega này, đúng không? Đây là ichigo này. Nào câu này nhá, để chúng ta nhớ được những từ khác nữa. Nào các bạn chọn gì nào? Câu 31 rồi ạ. Số 1. Bạn Khiêm đang chọn số 1, các bạn khác thì sao? Đấy, ở vùng này thì nên trồng đúng chế tạo ichigo đúng không? Dâu tây chắc là sai rồi, không bàn đến nữa nhá, đúng không? Còn phim ảnh thì người ta hay dùng có một từ đó là từ sakuse, chữ chế và chữ tác, đúng không? Cái phim ảnh những tác phẩm nghệ thuật ở đấy chẳng hạn ấy. Đấy, trong tương lai tôi muốn làm công việc liên quan đến sáng tạo tác phim, người ta gọi là gì nhỉ, làm phim thì dễ, gọi là làm phim nhỉ. Nhưng mà egao chúng ta hay dùng từ sakuse các bạn nhá, chế tác, đúng rồi, nên câu này không đúng. Shido người ta dùng sakuse, trước ngày mai là bạn nhớ phải biên soạn cái tài liệu này, tổng hợp biên soạn tài liệu ấy đúng không. Shido sakuse suru, đấy cứ cc cái gì đấy nhưng mà sakuse đúng không? Rồi, chính xác, nên không phải câu này mà nó phải là gì? Kono terebi wa chugoku de seizo sareta mono desu. Đây là cái sản phẩm mà được sản xuất đúng không? Ôi, âm việc là chữ chế tạo nhưng nghe nó buồn cười thì mình có thể dịch là sản xuất ở Trung Quốc đúng không? Thế nên mình có cụm từ là chugoku se nihon se đúng không? Đấy, sản phẩm made in nước nào đấy chẳng hạn ấy, thì mình sẽ có cái từ đó là cái tố se này các bạn nhé. Và trong cái từ này chúng mình có sẽ seizo suru, nó đi với những sản phẩm máy móc các thứ được chế tạo ở đâu đó thì nó sẽ là seizo suru. Chuẩn chưa nhá? Nào, từ cuối cùng của chúng mình nó sẽ liên quan đến một quán dụng ngữ đúng không ạ? Tất cả liên quan đến các bộ phận trên cơ thể con người, mắt mũi tay chân, cái tê ố là gì nhỉ? Tê ố ca sự đúng không, giúp tôi với bằng cái từ chữ đau này, hoặc là từ udegai, không phải là cánh tay của mình nó khỏe nó chắc vậy đâu đúng không, mà là gì, tay nghề nó tốt đấy, kiểu như thế. Khao gai thì đôi cái mặt rất là to ạ, mặt rất là rộng là dùng trong cái nào đây đúng không? Các bạn biết nào. Nào, câu 32 với của chúng mình nào, nốt câu này nào. Rồi, câu này các bạn đã chọn 2, xem chuẩn cho nhớ. Tôi mặt rất là to đúng không? Đấy, tức là kiểu như là ăn nghĩ gì cái nó hiện hiện lên khuôn mặt ngay. Không ạ, mặt không phải to nên là có cái gì hiện hết ra không đúng nhá. Đúng rồi, nó chốt luôn đáp án này, các bạn hình dung rõ này. Kankaku go ga dekiru hito ga sakasu tame ni, để có thể tìm được cái người biết nói tiếng Hàn đúng không? Thế là mình sẽ trao đổi với anh trai mình là cái người mà mình chỉ là quảng giao đi, đúng không? Đấy, tức là cái gương mặt rất là rộng, chỗ này cũng biết, người kia cũng biết, chỗ này cũng biết ý, đúng không? Quan hệ rộng mà người quảng giao đúng không? Giao tiếp rất là rộng rãi đúng không? Có cái network rất là hoành tráng chẳng hạn ý. Đấy thì mình sẽ có cụm từ đó kao ga hiroi, đúng không ạ? Đấy chứ không có mặt to đâu nhá. Đúng rồi, đấy mặt to tức là chỗ nào mặt rộng chứ, mặt rộng chỗ nào cũng biết ấy, đúng không? Đấy, trường mặt ra thì anh nào người nào cũng quen á, đúng không? Đấy thì để nhờ được ở trong cái phạm vi network đấy, hoặc trong cái
quan hệ rộng, cái mối quan hệ quảng giao đấy, thì xem có người nào biết tiếng Hàn không, là mình sẽ nhờ anh ấy để mà kết nối, đúng không? Thì sẽ có cụm từ là cao gái hì đôi, nhìn thấy chưa nhá. Rồi ok đấy, vậy hôm nay trong một buổi chiều nhẹ nhẹ đúng không, nhẹ nhàng cũng tranh thủ livestream với các bạn để có thể chữa một phần của cái đề thi thử vừa rồi, đúng không ạ? Thì còn những phần khác thì cô C cũng đã có, nếu các bạn cần ấy thì cô C đã có post cái phần này ở trên các fanpage rồi, hoặc các bạn nhắn tin Sensei để Sensei có thể gửi lại cho các bạn cái đề full của nó để các bạn làm lại đối chiếu, có những thắc mắc nào các bạn hỏi lại nhé. Đấy, và trong ngày mai thì mình sẽ tiếp tục livestream thêm cái phần liên quan đến đọc ngữ pháp và một phần của đọc hiểu nữa. Đấy, còn những phần còn lại trong quá trình các bạn làm tải đề về, các bạn làm mà thấy những chỗ nào thắc mắc khó thì các bạn nhắn cho Sensei nhé.